Hello anh em, quay chi tiết cái city cho anh em coi nha. 28 top. Rẻ hơn chợ tốt, chợ bún bánh nha anh em. Rẻ hơn 10 đến 20 triệu. Nhưng mà chất lượng thì anh em khỏi phải bàn. Ở đây em cái cách làm của em muốn mua nhanh bán nhanh nha anh em. Ở bên đó có khách coi cái Y10. Mấy anh em này ở Hóc Môn hay sao? Hóc Môn xuống. Hồi sáng cũng có mấy anh em hỏi ở Tây Ninh với Hóc Môn qua. Thì cái city này là 28 bản top. Biển Sài Gòn. Xe cực kỳ đẹp, màu đen nha anh em. City với lại Accent thì thường là màu trắng là màu chuộng nhất, xong sau tới màu đỏ, màu đen. Ủa xin lỗi, màu nếu mà Accent á thì màu đen. Đó, còn City á thì màu đỏ. Xong rồi tới bắt đầu là màu đen. Ba cái màu mà người ta ưa, người ta chuộng nhất. Làm dịch vụ thì người ta chọn màu trắng hoặc là màu đỏ. Ít ai chọn màu đen lắm. Màu đen chỉ có chắc xe gia đình thôi nha anh em. 2018 bản top. Biển Sài Gòn. Xe đẹp lắm nha anh em. Bản này bản top nha, bản này bản full chứ không phải là bản CVT, bản CVT bản thiếu rồi. Màu đen thì cái kiểu nó giống như nó cứng cáp nhưng mà đi phải kỹ, chứ không kỹ là sình nó bắn lên, nó dính lên nhìn nó dơ dơ, nó lem lem. Còn cái màu bạc là cái màu cùi nhất, màu dở nhất. Màu bạc người ta không chuộng. Màu đen nhìn nó ngầu. Xe cực kỳ đẹp, nguyên zin nha anh em. Ốc đâu nè anh em. Nách đâu nè, zin hết nha. Ghế này ghế da zin nha. Thân tay nè, số nè anh em. Vô lăng nè. Bên kia nè. Đấy. Màn hình này màn hình zin. Bản đủ nó là điều hòa auto. Điều hòa nó là điều hòa cảm biến. Còn như bản thiếu CVT là điều hòa nó bấm nút vặn cơ keo này anh em, keo zin hết nha. Xe này dọn xong rồi anh em tới coi và mua liền luôn, không có chờ đợi gì hết nha anh em. Thiện chí tới em bớt cho, giá em bán là 385 triệu, còn thương lượng còn bớt. Anh em thiện chí cứ tới coi xe nha. Anh em có xe cũ bán rồi em nha, 0766999222. Địa chỉ em là em lên Google Map gõ Thanh ô tô cũ là ra địa chỉ nha, hoặc là tìm địa chỉ là 756 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Có một số xe anh em cứ tới coi và tham khảo. Còn mấy xe đang dọn nữa, bữa nay sẽ có cái phía ta về nha anh em. Phía ta 211 xe đẹp lắm, biển cũng là biển Sài Gòn luôn. Cái Yuli nè, Yuli 130 triệu nha. Yuli nó cọp nữa. Nói chung là em khoái mua xe cứng à. Mua xe cứng về bán cho anh em mình nó an tâm, không có suy nghĩ nhiều. Anh em về mua đổ xăng chạy thôi. Còn mua xe dập về dọn bán cho anh em mình nhiều khi nhức đầu. Ở đây có cái Gencha anh em, Gencha này 209. À, 209 Gencha. Coi cái Altis nè anh. Em có cái Altis kìa. 265 anh. 265. Ừ. Rẻ hơn trên mạng á nha, rẻ hơn cái chợ tốt, chợ bún bánh này nọ đồ nhiều á, rẻ hơn 20 30 á. Chỗ 29 á anh. Chỗ 29 tới giờ chủ người ta đi ít đây nè. Chủ người ta đi ít chứ vỏ thường bây giờ người ta đi 2020 2022 hết rồi. Vỏ này vỏ 29 á. Một số điểm anh em để check, mà nếu mà đi mua xe cũ anh em để ý là anh em coi cái đét vỏ nếu mà nó là 2022 hoặc là 2021 mà nó mòn như thế này thì chứng tỏ là xe người ta đi nhiều nha. Còn như 28 vỏ 28 vỏ 29 mà đét vỏ nó vẫn còn ok được như thế này thì chứng tỏ là chủ người ta đi ít. Một số điểm cơ bản anh em coi nè, vỏ này 28 nè anh em, 28 luôn, xe đẹp. Vậy là cái xe này city này nó còn cái vỏ đầu trên đầu là vẫn còn zin theo xe. Còn coi cái lớp bên đây còn zin hay không nha anh em. Vỏ này thay rồi anh em. Vỏ này 2021 nè. Đây. Hay 2021 chắc là do bị lủng lớp hay gì đó người ta thay lại nè, 2021 luôn nha anh em. Vỏ này còn vậy. City anh em mua chạy dịch vụ hợp lý. Còn đây nè. Ủa cây này là sao? Cây này của xe này hả Huy? Cái này ở đâu? Qua đấy, nó làm
cũng rộng. Đó, cái hàng ghế này được gặp lại được, mình có chở thêm đồ nhỏ nữa, mình lấn chiếm qua xíu. Anh em có xe cũ bán rồi em nha, 0766 9922. Và đặc biệt mấy cái xe mà lướt lướt xíu á, anh em cứ gửi cho em mua được. Nếu mà anh em có quen biết ai mà bán á, giới thiệu em mua được, em gửi tiền hoa hồng cà phê cho anh em mình 3-5 triệu tùy. Nếu mà xe nào mà em lời nhiều, em gửi cho anh em mình nhiều nha. Ok anh em nha.